Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3151, ông muốn tôi trở thành kẻ địch của cả thế giới sao? Nhưng ở sâu trong nội tâm, bọn họ đã quy nạp người mà Triệu Huyền muốn tìm kiếm là một nhân vật lớn, đến lúc đó nếu bọn họ may mắn gặp mặt, vậy nhất định phải cố gắng tìm hiểu kỹ một chút. Triệu Huyền nhìn về phía Ngân Hà, khóe miệng lộ ra ý cười, thầm nghĩ, lão đường, tôi đến tìm anh đây. Mấy người Lexus ngóng nhìn địa cầu, khóe miệng cũng lộ ra ý cười thầm nghĩ đường tuấn lần này xem anh còn không chết lúc này đường tuấn ở trái đất xa xa bỗng nhiên hắt hơi một cái anh khẽ nhíu mày không biết tên nhóc nào đang nhớ nhung đến mình đương nhiên anh không thể ngờ triệu huyền lại có thể chạy đến trái đất hơn nữa còn ở chung với thập nhị chủ thần phương tây và đám người giáo hoàng đường tuấn đang ngồi trong một tòa cung điện khổng lồ tòa cung điện này nằm trên mây trong không trung Bốn phía đều là những cung điện lơ lửng. Nơi này là Thiên Đình, một trong tam đại thánh địa ở tiểu thế giới. Thiên Đế, Thánh Mẫu và lão Phật nơm nớp lo sợ đứng ở phía dưới giống như đứa trẻ đang đợi được dạy dỗ. Thiên Đế lấy nhẫn không gian ra, nói: "Đường Thiên Nhân, đây chính là những thứ mà tam đại thánh địa bọn ta tích lũy mấy năm nay, ngài hãy nhận lấy đi." Nhìn nhẫn không gian, khóe miệng ba người họ giật giật bên trong chính là 80% tích lũy của tam đại thánh địa, bao gồm các loại đan dược, thần binh và nguyên thạch quý giá. Nhưng đường Tuấn ra lệnh một tiếng, tam đại thánh địa không dám có bất kỳ phản kháng nào, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra. Tinh thần lực của đường Tuấn đảo qua nhẫn không gian, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, có những bảo vật này, vừa hay anh có thể tăng chút thực lực cho người thân bạn bè và chỉnh thể phá quân doanh. Đường Tuấn hỏi, thế giới bên ngoài thế nào rồi? Thiên đế nhíu mày, do dự một lúc, vẫn hạ giọng nói, trận chiến của ngài ở Biển Đông quả thật có hiệu quả chấn nhiếp. Những người trước đó hắt nước bẩn lên người ngài đã mai danh ẩn tích rất nhiều, nhưng vẫn còn mấy người đang lan truyền nói ngài tàn bạo thị sát, dùng vũ lực áp bức địch văn nói ra những lời đó, không có uy tín. Audio điện tử võ tấn bền Mặc dù đường Tuấn chỉ giết địch văn và tiền điền khánh chi ở trên biển Đông, nhưng quả thật thủ đoạn sử dụng dọa người quá rồi, đặc biệt là thủ đoạn giết địch văn lại càng tràn ngập máu tanh. Thiên đế nói, đường thiên nhân, tôi đã điều tra, những lời nói này lan truyền chủ yếu từ dòng dõi phi công và yên gia, sản nghiệp trong thế tục hai nhà này không ít, trong đó có mấy công ty truyền thông lớn, năng lực tạo ra dư luận không tầm thường. Hay là tam đại thánh địa bọn ta sẽ ra tay, yên lặng không một tiếng động tiêu diệt dòng dõi phi công và yên gia, xem còn ai dám nói lung tung nữa hay không. Đường Tuấn thản nhiên nhìn ông ta, nói: "Ông muốn tôi trở thành kẻ địch của cả thế giới sao?" Một khi Tam Đại Thánh Địa thật sự làm như vậy, cho dù có phải là ý của anh hay không thì cuối cùng cũng sẽ đổ lỗi cho anh, đến lúc đó muốn rửa cũng không rửa sạch được. Thiên Đế không lo lắng nói: "Vậy chẳng lẽ tùy ý bọn họ như vậy sao?" Đường Tuấn nói: "Bọn họ muốn thế nào, không liên quan gì đến tôi. Bây giờ họ chọn tin vào những lời này, vậy thì họ phải chịu trách nhiệm." thật ra dù không có chuyện lần này, Đường Tuấn cũng chuẩn bị một lần thanh tẩy lớn. Đương nhiên không phải tàn sát mà là tích hợp các thế lực. chương 3152, mạnh bao nhiêu? Dù sao trái đất cũng là đại bản doanh tương lai anh muốn đối chiến với Trung ương Ngân Hà, tuyệt đối không thể là một nắm cắt rời. Trong một tòa viện độc lập ở Hà Nội, mấy ông lão và nam nữ trung niên đang ngồi, những người khác thì cung kính đứng ở bên cạnh ông lão ngồi ở giữa hỏi, đã chào hỏi các trang mạng và phương tiện truyền thông chưa? Một người đàn ông trung niên đang đứng vội vàng trả lời, đã thông qua hết rồi. Bọn họ cũng cảm thấy hành động của đường Tuấn ở Biển Đông đi lệch khỏi nhân đạo, cho rằng nên để cậu ta xin lỗi trước mặt toàn cầu. Họ cũng ủng hộ hành động của chúng ta. Xin lỗi cái rắm, để cậu ta tự sát thì còn được. Một âm thanh tràn đầy tức giận vang lên, trong mắt một phu nhân trung niên đầy tơ máu, vẻ mặt oán độc, thản nhiên nói, cho dù giết cậu ta 100 lần cũng không đủ hả hận trong lòng tôi, địch văn cũng không quay lại được. Những người đang ngồi đó chính là chủ sự của dòng dõi phi công và yên gia. Mà những người đang đứng là người phụ trách hai nhà ở Trần Tục. Ông lão nói chuyện lúc đầu thở dài, nói tôi cũng thương địch văn, nhưng lần này quả thật là chúng ta đã tính sai. Cậu ta vẫn còn non, vậy mà dám giết người trước mặt toàn cầu. Hiện tại tu hành đại thế mới bắt đầu, rất nhiều dân chúng không cách nào chấp nhận được kiểu bạo lực này, chỉ cần chúng ta khống chế dư luận, cho dù không thể báo thù cho địch văn thì cũng có thể khiến cậu ta biến thành chuột qua đường mà mọi người hô đánh. Mọi người nghe vậy đều thầm gật đầu, đây cũng là điều bọn họ có thể lợi dụng. Nếu đặt ở nơi như trung ương ngân hà, người khác nhục mạ người ta như vậy, đừng nói giết hai người, cho dù giết 200 người cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Người phụ nữ vẻ mặt oán độc đó tàn nhẫn nói, tôi muốn cậu ta thân bại danh liệt. Ông lão nói, nên để cho cậu ta trả giá. Chúng ta khống chế dư luận khiến cậu ta thân bại danh liệt, di thối vạn năm. Yên lão quỷ, các người cũng nên hành động đi. Một ông lão mặc đồ trắng luyện công cười nói, ha ha. Chúng tôi cũng vừa nhận được tin tức, sau khi thập nhị chủ thần phương Tây và giáo hoàng biết Đường Tuấn trở về, đã lập tức trở về từ thiên ngoại hơn nữa lần này bọn họ đã mang về một chi viện mạnh, có người này trợ giúp, Đường Tuấn sẽ phải chết. Mọi người dòng dõi phi công nghe vậy đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ hiểu rõ thực lực của Đường Tuấn, biết trước mắt trên trái đất chỉ sợ không ai có thể đánh bại anh, cho nên mới dùng thủ đoạn dư luận này. Nếu có viện trợ mạnh thì còn tạo dư luận gì chứ? Trường 3153 ông vừa nói là hàng lâm sao. Hầu hết mọi người đều không thể tin ông lão yên ra cười nói, quả thật như vậy. Ông ta nhìn về phía ông lão dòng dõi phi công, nói, lão đầu, chuyện ông đồng ý với tôi đừng quyệt đó, đợi chuyện này kết thúc, hãy nói thành quả nghiên cứu thuốc bất tử của dòng dõi phi công các người cho tôi. Yên gia vốn không thích địch văn, nếu không phải vì yên nhi thì địch văn chết càng tốt. Nhưng lần này yên nhi quay về yên ra quậy náo, hơn nữa dòng dõi phi công còn lấy thành quả nghiên cứu thuốc bất tử muốn hưởng chung với bọn họ, hoặc có thể khiến nghiên cứu của bọn họ tiến bộ thêm một bước căn cứ theo những nguyên nhân này yên gia mới đồng ý liên hợp với dòng dõi phi công đối phó với đường tuấn trên mặt ông lão dòng dõi phi công khó nén vẻ khiếp sợ nói yên tâm đi sau khi việc thành sẽ đưa cho ông ông ta do dự một lúc rồi nói lúc nào thì thần quân đó đến tôi cũng đi nghinh đón ông ấy với ông ông lão yên gia nói theo lý là bây giờ lần này muốn dựa vào đại nhân đó, tốt nhất dòng dõi phi công các người cũng chuẩn bị chút quà mọn đi. Đại nhân đó đến từ tinh vực kỳ lân của Trung ương Ngân Hà, nên ông ấy sẽ không để ý đến thứ bình thường đâu. Người ở đây lại lần nữa khiếp sợ, thần quân đến từ tinh vực kỳ lân, vậy chắc chắn thực lực rất đáng sợ, lần này đường tuấn toi rồi. Ở phương Tây, gia tộc Ivan cầm đầu mấy thế gia siêu cấp cũng bắt đầu hành động, nhân vật cầm đầu mỗi gia tộc đều tụ lại với nhau không chỉ vì thập nhị thần chủ và giáo hoàng trở về, mà còn vì thần quân các hạ giáng lâm. Ensa nhìn lên vòng trời, trong lòng thầm thán, đường tuấn, truyền thuyết của anh qua mấy ngày nữa sẽ phải kết thúc rồi. Đường thiên nhân, tôi vừa mới nghe được tin tức, hình như giới tu luyện phương Tây đã mời được một người có sức chiến đấu cấp thần quân. Qua mấy ngày nữa sẽ đến. Trong thiên đình, vẻ mặt thiên đế khẩn trương báo cáo với đường tuấn. Thiên đế nói ra những lời này khiến tòa đại điện trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía đường Tuấn vốn đang ngồi ở vị trí thiên đế. Ánh mắt rất phức tạp, có thương hại đồng tình, cũng có chế nhạo cười diễu. Bây giờ danh tiếng đường Tuấn quá thịnh, một khi thần quân phương Tây hàng lâm thì người đầu tiên ra tay sẽ là anh. Đó chính là thần quân thật sự chứ không phải nửa bước thần quân như tiền điền khánh chi, tranh lệch giữa hai người họ không thể lấy đạo đo lường được. Đến lúc đó, có thể tưởng tượng được kết quả của Đường Tuấn. Đường Tuấn nghe vậy, khẽ nhíu mày, vẻ mặt ngưng lại hơn rất nhiều. Trong lòng anh khẽ động, hỏi: "Ông vừa nói là hàng lâm sao? Lẽ nào thần quân này đến từ thiên ngoại? Chương 3154, thiên nhân nào đó sắp gặp nạn rồi." Thiên đế cũng không xem trọng Đường Tuấn, nhưng lúc này vẫn chưa đến lúc trở mặt, ông ta vẫn nghiêm túc trả lời: "Đúng vậy, căn cứ vào báo cáo của người chúng ta ẩn nấp ở mấy gia tộc phương Tây thì thần quân này đến từ tinh vực kỳ lân của Trung ương Ngân Hà. Đường Tuấn nói bản thân chinh chiến ở Trung ương Ngân Hà, chiến vạn tộc thiên kiêu bất bại, mặc dù thực lực của Đường Tuấn bày ra đủ mạnh, nhưng vẫn không ai tin những lời này. Mà cường giả thiên ngoại này đến, nói không chừng có thể vạch trần lời nói dối của Đường Tuấn. Đến lúc đó, Đường Tuấn xem như thân bại danh liệt thật sự, gia chọc bị phá hủy, mới thật sự xấu hổ. Tinh vực Kỳ Lân. Đường Tuấn nhíu mày càng chặt, xem ra không phải thần quân của tinh vực Bạch Hổ, nhưng Chu Tước thần quân cũng không nói cho anh biết chuyện có thần quân của tinh vực Kỳ Lân gia nhập. Sau đó ánh mắt anh lạnh lẽo, trong lòng tàn nhẫn, nếu như đối phương thật sự muốn ra tay, vậy cho dù chiến thần quân thì có sao chứ? Anh không sợ hãi. Anh nhìn về phía phương Tây, nói, nếu thần quân Hàng Lâm, vậy các người dẫn tôi đi mở rộng tầm mắt một chút anh đã lợi dụng bảo vật của Tam Đại Thánh Địa phối chế ra một ít dược vật tăng công lực, để đám người Hoàng Phủ Ngọc, tướng sĩ phá quân doanh uống, mấy ngày nay bọn họ cần tiêu hóa chút dược lực, đúng lúc anh lợi dụng khoảng thời gian này để quét sạch loạn cục Đông Tây. Suốt cuộc có nên để bọn họ đột phá thần quân hay không? Đồng thời, Đường Tuấn cũng suy nghĩ vấn đề như vậy trong lòng. Lợi dụng thuốc nước và châm cứu mà anh phối chế điều trị, Tăng tu vi của người thân bạn bè lên nửa bước thần quân có lẽ không thành vấn đề, nhưng có tăng lên cảnh giới thần quân hay không thì Đường Tuấn vẫn luôn do dự. Một khi tăng lên cảnh giới thần quân, lôi kiếp sẽ hàng lâm rất nhanh, đám người hoàng phủ ngọc có thể bình yên vượt qua chỉ sợ không có mấy người. Cần phải để bọn họ trải qua sát phạt, tích lũy kinh nghiệm mới được. Trong lòng Đường Tuấn đã có quyết định. Hôm nay, giới tu hành phương Tây chấn động. Cho dù mấy gia tộc đại siêu cấp che giấu rất tốt, nhưng có tin thần quân Hàng Lâm vẫn không thể rời đi, dường như truyền khắp phương Tây. Các diễn đàn mạng phương Tây đang không ngừng thảo luận về vấn đề này. Chúng ta mới là nơi được thần linh che chở, thần quân lựa chọn Hàng Lâm ở quê nhà chúng ta chính là minh chứng. Thần quân Hàng Lâm, đương nhiên lần này phải đến thế gian. Thiên nhân nào đó sắp gặp nạn rồi. Ngoại trừ diễn đàn trên mạng, một số phương tiện truyền thông phương Tây cũng nghe tin mà động, mấy phương tiện truyền thông truyền hình lớn tranh nhau đưa tin lớn chấn động toàn cầu này. Cuối cùng ông chủ của mấy truyền thông truyền hình lén lút giao tiếp với người phụ trách mấy gia tộc đại siêu cấp, quyết định ngày thần quân hàng lâm cùng nhau tiến hành phát sóng trực tiếp toàn cầu, muốn mượn sự kiện lần này để phương Tây hoàn toàn áp chế phương Đông. Mà hôm nay chính là ngày thần quân đó hàng lâm, địa điểm ở Thánh Địa Giáo Đình. Trường 3155 đẻ áp giới tu luyện phương Đông. Hôm nay, thánh địa nhỏ dường như tràn đầy, dòng người hướng về phía dòng người, hoàn toàn không nhìn thấy được điểm cuối. Các bạn thân yêu, tôi là Ria của đài truyền hình PPC, tôi sẽ nói cho các bạn nghe về sự xuất hiện của thần quân. Các bạn thân yêu, tôi là Jock của đài truyền hình CNB. Vì để bày tỏ sự tôn trọng với thần quân đó, giáo đình và mấy gia tộc đại siêu cấp phương Tây cùng ban bố một mệnh lệnh, ngày hôm nay cấm phi hành nếu muốn phi hành cũng được, nhưng bắt buộc phải có giấy phép phi hành do giáo đình và gia tộc siêu cấp cung cấp. Nếu như không có giấy phép mà dám phi hành lung tung, thì sẽ bị giáo đình và gia tộc siêu cấp ra tay. Mấy phương tiện truyền hình lớn ở phương Tây đều được cấp phép, lúc này các phóng viên này bay giữa không chung, nhằm ống kính lên cao, chuẩn bị phát sóng trực tiếp bất kỳ lúc nào. Lần này các phóng viên xuất động đều là nhóm có kinh nghiệm nhất, nhưng lúc này vẫn rất kích động, dù sao đây cũng là thần quân đầu tiên hàng lâm trái đất. Đợi đến gần 10 giờ sáng, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện bóng đen phạm vi cực lớn. Giây phút này, vô số người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tòa núi thần màu đen rất lớn xuất hiện trên không trung, giáng xuống từng chút từng chút một. Uy áp nồng đậm cũng theo đó tràn ngập xuống, mặc dù cách rất xa nhưng mọi người đều cảm thấy bụng chân run rẩy. Lúc này, lão phu nhân của gia tộc Ivan, Ensa những người nắm quyền lực và đại biểu thế hệ trẻ tuổi của gia tộc Ivan đang đứng ở quảng trường thánh địa ngẩng đầu nhìn cảnh này, trong mắt dần hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Năm đó thánh địa bị Đường Tuấn đè đến không ngẩng đầu lên nổi, lần này trời phù hộ phương Tây tôi rồi, phương Tây tôi sẽ hoàn toàn quật khởi từ nơi này, đè áp giới tu luyện phương Đông. Lão phu nhân run rẩy, trên mặt khó nén vẻ kích động. Năm đó lúc Đường Tuấn trấn áp thánh địa giáo đình, mặc dù bọn họ chưa xuất thế, nhưng sau khi biết được đều rất tức giận, mà lần này chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ lần nữa khởi động. Bên cạnh lão phu nhân, một ông lão cũng hạ giọng nói, lão Ivan, đợi chúng ta gặp thần quân thì có thể bắt đầu hành động. Lão phu nhân gật đầu, bọn họ đã quyết định, hôm nay sau khi gặp thần quân, bọn họ sẽ phát động tổng công, muốn tóm được phương đông chỉ trong một hành động. Lão phu nhân nói, nghênh đón thần quân bọn họ trước đi. Trong núi thần, Lexus và đám người giáo hoàng đứng sau lưng Triệu Huyền, giải thích nói: "Đại nhân, đây chính là trái đất, phía dưới chính là nơi chúng tôi ở, sau này đại nhân cũng có thể ở đây, để chúng tôi có thể phục vụ cho ngài bất cứ lúc nào." Chúng tôi đã thông báo cho thuộc hạ Tin Thần Quân giáng lâm, bọn họ đang đợi đón thần quân đến đó. Triệu Huyền có thể nhìn rõ cảnh tượng phía dưới thông qua một thiết bị hình cầu. Đám đông đang hoan hô, còn có các loại biểu ngữ Mọi người đều có vẻ mặt sùng bái. Trên mặt Triệu Huyền lộ ra nụ cười sáng lạn, đây chính là đãi ngộ mà thần quân nên có. "Lão đường, tôi đến tìm anh chơi đây." Trong lòng Triệu Huyền gào thét. Chương 3156. "Thần quân đại nhân, chúng ta đi ra ngoài đi." Lexus có chút khẩn cấp, hiện tại thần quân này chính là lá bài tẩy lớn nhất của anh ta, thậm chí không cần thần quân đích thân ra tay, chỉ cần có thần quân tỏa trấn là có thể trấn áp toàn cầu. Triệu Huyền cũng không thể chờ đợi, gật đầu, chậm rãi đi ra khỏi núi thần dưới sự dẫn dắt của mấy người Lexus. Anh ta vừa xuất hiện trên không trung bên ngoài núi thần, phía dưới vốn ồn ào náo nhiệt lúc này đột nhiên yên tĩnh, sau đó phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt hơn. Nghênh đón thần quân, nghênh đón thần quân, âm thanh quét qua như một làn sóng. Đám người lão phu nhân của gia tộc Ivan cũng nổi lên, dừng lại ở chỗ mấy người Lexus thấp hơn một chút, cung kính nói, bái kiến thần quân, bái kiến giáo hoàng, chủ thần. Lexus gật đầu, chỉ vào Ensa rồi nói với Triệu Huyền, đại nhân, ngài hãy nghỉ ngơi một lúc, sau đó đi gặp người bạn đó của ngài. Thời gian này Ensa sẽ ở lại với ngài. Ensa mỉm cười, có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng Triệu Huyền lại xua tay, nói, không cần, anh ta đã tới rồi. Trong nháy mắt đi ra khỏi núi thần, thần niệm của Triệu Huyền đã trải rộng khắp trái đất, lập tức biết hết tất cả, kể cả chuyện của Đường Tuấn mấy người lexus không hiểu ý phía chân trời xa xa mấy bóng dáng xuất hiện từng chút từng chút một mấy người lexus giáo hoàng nhìn thấy mấy người này đặc biệt là người cầm đầu sắc mặt hơi đổi dẫn theo mấy người bay về phía trước hình thành cục diện răng ngang lexus squad đường thiên nhân thiên đế các người đến làm gì người đến chính là đám người đường tuấn và tam đại thánh địa biểu cảm thiên đế phức tạp nhìn đám người lexus còn có cường giả thiên ngoại phía sau trong lòng khẽ dùng mình. Mặc dù đối phương không biểu hiện ra bất kỳ chỗ bất phàm nào, nhưng thiên đế vẫn cảm giác được một luồng khí thức áp lực đến cực điểm trên người đối phương, khiến tiểu thế giới của ông ta rung động bất an, dường như một ánh mắt của đối phương cũng có thể khiến tiểu thế giới của mình tan rã. Bái kiến thần quân, thiên đế, thánh mẫu và lão Phật cung kính hành lễ về phía triệu huyền. Triệu huyền khẽ gật đầu, nhìn về phía ba người họ, nói các người có quan hệ gì với đường tuấn. Ba người thiên đế nghe vậy, vẻ mặt toát ra vẻ kinh hoàng, chỉ do dự một lát, ba người họ lập tức rời khỏi bên cạnh Đường Tuấn, trả lời, ba người chúng tôi bị Đường Tuấn uy hiếp mà đến, vô tình đối địch với thần quân. Rất tốt." Triệu Huyền gật đầu. Giây phút này, trên trời dưới đất, dường như Đường Tuấn bị mọi người bài xích, chỉ còn lại một mình anh đứng sừng sững. Phía dưới, các phóng viên của mấy đài truyền hình lớn đã nhắm toàn bộ ống kính vào Đường Tuấn đồng thời đang tiến hành bình luận nước bọt bắn tung tóe, muốn biến đường Tuấn thành cục diện bi tráng phản thân. chương 3157 Anh cũng có hôm nay. Ngoại trừ người phương Tây, trong đám người có không ít gương mặt phương Đông, trong đó có người của Yên Gia và dòng dõi phi công. Trong ánh mắt oán độc của mẹ địch Phan Sen lẫn khoai ý, kích động đến toàn thân khế run rẩy thấp giọng nói, giết chết cậu ta, để cho cậu ta chết 100 lần, ông lão dòng dõi phi công vuốt dâu nói, sau hôm nay, ba chữ đường thiên nhân này sẽ tuyệt tích. Có thể chết trong tay một thần quân, cậu ta nên cảm thấy vinh quang. Địch văn ở trên trời cũng có thể an nghỉ. Chuẩn bị một chút, đợi lát nữa sau khi thần quân ra tay, chúng ta hãy đi bái kiến ngải ấy. Tôi cảm giác sắp thay đổi cục diện lớn, dòng dõi phi công chúng ta cũng cần tìm một chỗ dựa vững chắc. Lexus, giáo hoàng, lão phu nhân gia tộc Ivan cùng với Ensa, mấy đại thế gia phương tây đều thản nhiên nhìn đường tuấn lexus mở miệng nói đại nhân anh ta chính là người tôi nói với ngài triệu huyền nhẹ nhàng gật đầu mặt không chút thay đổi nói tôi biết rồi anh đã làm rất tốt mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ vui mừng có thể được thần quân chính miệng khen ngợi xem ra ấn tượng bọn họ để lại cho đối phương không kém vậy có thể bắt tay vào chuẩn bị những sắp xếp tiếp theo rồi anh muốn chết như thế nào triệu huyền nhìn về phía đường tuấn mặt không chút thay đổi nói một câu vẻ mặt đường tuấn không thay đổi bước đi từng chút từng chút về phía triệu huyền mấy người lexus muốn ngăn cản nhưng lại bị khí thế của đường tuấn bài trừ trong lòng mọi người khiếp sợ xem ra thực lực của đường tuấn mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ nhưng không sao vì đã có thần quân ở đây dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người đường tuấn đi tới trước mặt triệu huyền sau đó ôm lấy cổ triệu huyền nện hung hăng một đấm vào bụng đối phương, hạ giọng nói Triệu Huyền, cánh của anh cứng rồi. Xem ra cánh cửa vạn diệu cung không nhốt anh lại được, vậy mà lại để cho anh chạy đến nơi này. Trong thiên địa lập tức có tiếng thở rồn rập. Tên này điên rồi đúng không, lại dám đối xử với thần quân như vậy. Mà những khán giả xem trực tiếp trước truyền hình lại càng trợn mắt há mồm. Khóe miệng đám người lách xuất giật giật. Nhưng vốn mọi người cho rằng thần quân sẽ nổi báo, hình ảnh đường tuấn hung hăng tra tấn cũng không xuất hiện thậm chí còn mặc cho đường tuấn nắm lấy giống như tiểu đệ chỉ cầu xin tha thứ nói lão đường tôi thật sự không biết là anh đều là do mấy tên khốn kiếp này u là trời lão đường anh đừng đánh nữa tôi đường đường là thần quân cần thể diện nhưng tay đường tuấn lại không dừng lại chỉ hư lạnh một tiếng nói anh còn biết mình là thần quân lấy danh hiệu hỗn tài gì đó tổ sư ra vạn diệu cung các người đều bị anh làm cho tức giận sống lại luôn đó Triệu Huyền nói: "Lão Đường, sao anh có thể nói như vậy chứ? Tôi có thể có thành tựu như bây giờ đều là công lao của anh, danh hiệu của tôi là rất chân thật đó." Hai người họ đánh nhau một hồi, cuối cùng Đường Tuấn buông Triệu Huyền ra. Vẻ mặt Triệu Huyền cười tươi tắn đi theo bên cạnh Đường Tuấn giống như tiểu đệ. "Đại nhân, hai người." Trong mắt rơi xuống đất, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lexus khiếp sợ không hiểu gì cả lúc này ai cũng có thể nhìn ra quan hệ của Đường Tuấn và thần quân đại nhân này rất tốt. chương 3158 Triệu huyền khách sáo với Đường Tuấn, nhưng lại không nể mặt những người đó, nói, hai người cái gì mà hai người, giống như các người mà cũng dám động đến lão đường, đã hỏi qua triệu mỗ ta đồng ý hay chưa. Anh ta nhìn về phía ba người thiên đế, cười diễu nói, vừa nãy tôi đã cho các người cơ hội rồi. Thiên đế, thánh mẫu và lão Phật ngây ra, cảm giác hối hận và không cam lòng dâng trào bọn họ biết bản thân đã làm sai gì rồi phía dưới mọi người đều không dám tin nhìn cảnh này quay xe đơn giản như vậy sao phương tây không dễ gì mời được thần quân đến lại là bạn của đường tuấn quan hệ lại còn rất tốt không thể nào mẹ địch văn điên cuồng kêu lên giống như điên chỉ vào đám người giáo hoàng cuồng loạn mà nói các người đang làm gì vậy bỏ qua cho cậu ta như vậy sao còn không mau giết cậu ta cho tôi phanh thầy xé xác cậu ta ra triệu huyền nghe vậy cho mày lúc này cuối cùng lexus cũng lấy lại tinh thần vội vàng nói đại nhân hãy cho chúng tôi một cơ hội bù đắp trước đây chúng tôi không biết quan hệ của ngài với đường thiên nhân cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy là chúng tôi có mắt không chồng tôi trịnh trọng xin lỗi ngài không chỉ anh ta dường như các gia tộc siêu cấp và cao tầng giáo hoàng của phương tây đều cúi đầu âm thanh của lexus vốn không lớn nhưng người của yên gia và dòng dõi phi công đều nghe được mặt không còn sắc ông lão dòng dõi phi công vội vàng nói đại nhân chuyện này là do dòng dõi phi công tôi làm sai thỉnh đại nhân trách phạt ông ta vung lên một trường giết chết mẹ địch phân còn đang nói lung tung giải thích người này dùng ngôn từ mê hoặc dân chúng tôi đã đánh chết bà ta hy vọng đại nhân nế mặt dòng dõi phi công chúng tôi sắc mặt ông lão yên gia trầm xuống nói yên gia tôi và dòng dõi phi công không có liên quan đồng thời truyền âm cho những người yên gia khác, từ nay về sau, yên nhi không còn là người yên gia chúng ta nữa. Mặc dù trong lòng mọi người đều có chút không cam lòng, nhưng lúc này làm như vậy mới có thể giữ được yên gia, nên không ai có ý kiến gì. Đường Tuấn thản nhiên nhìn lướt qua hai nhà, rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy dáng vẻ Đường Tuấn, trong lòng người của dòng dõi phi công và yên gia chấn động, muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, nhưng Lexus và mấy người giáo hoàng vung tay lên một mảng sáng bắt đầu khởi động dễ dàng chấn áp mấy người bọn họ, không thể có động tác khác. Sắc mặt hai nhà đều tái mét, trên mặt mang theo biểu cảm khuất nhục. Có mấy người giận dữ quát, đường tuấn, anh thân là người hoa hạ lại cấu kết với giáo đình phương Tây chấn áp bọn tôi, anh là phản đồ. Đáng chết, đáng chết. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, mấy thế hệ trước cũng trách cứ, nếu không phải chúng tôi che chở phá quân doanh thì bọn họ đã sớm chết, anh là đồ khốn vong ân phụ nghĩa, chương 3159. Bọn họ gào thét giận dữ, có ý đồ dùng thủ đoạn này để khiến Đường Tuấn kiêng kỵ, không dám ra tay với bọn họ. Đường Tuấn vốn muốn buông tha cho hai nhà một mạng, nhưng lúc này nghe được những lời này, nhẹ giọng nói, hai nhà không cần thiết phải tồn tại nữa. Vâng, lần này người đáp lại chính là Thiên Đế, Thánh Mẫu và Lão Phật. Ba người họ đều cười giễu không thôi, người của dòng dõi phi công và yên gia thật sự ngu xuẩn, Đến giây phút này mà còn muốn dùng thủ đoạn này chói Đường Tuấn lại. Cường giả thật sự đều là hạng người nội tâm vô cùng kiên định, sao có thể để ý sự chỉ trích này chứ? Trận thịnh lễ nghênh đón thần quân cuối cùng lại biến thành cuộc tụ họp giữa Đường Tuấn và Triệu Huyền, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thanh danh Đường Tuấn lại chấn động, trên diễn đàn mạng chỉ trích anh giảm đi rất nhiều, nhưng không phải biến mất toàn bộ, vẫn có anh hùng bàn phím lên tiếng, chẳng qua lại ỷ vào uy lực của thần quân mà thôi không có thần quân, anh ta tính là cái gì? Không sai, ý thế hiếp người mà thôi. Nếu như tôi có thần quân làm chỗ dựa, thì làm còn tốt hơn cả anh ta. Vậy mà người này lại cấu kết với giáo đình phương Tây chấn sát môn phái hoa hạ, thật sự đáng hận. Không nghi ngờ gì nữa, nhất định là có người thao túng ở phía sau tạo ra những dư luận này, mục đích là không muốn đường Tuấn tích hợp sức mạnh hiện nay của hoa ha. Mà giờ phút này, đường Tuấn đã ở trong công đoàn y học cổ truyền cao tầng giáo đình phương Tây, còn có rất nhiều gia tộc cùng với tam đại thánh địa và mấy đại gia tộc ở Hoa Hạ đều đến bái kiến. Đương nhiên là bái kiến triệu huyền, chứ không phải là đường Tuấn. Trong mắt bọn họ, mặc dù quan hệ giữa đường Tuấn và triệu huyền rất tốt, nhưng nói khó nghe một chút, quả thật đường Tuấn có hiểm nghi, ỷ thế hiếp người, không đáng để bọn họ tôn kính. Vừa rồi, đường Tuấn còn đưa ra ý muốn hợp nhất các thế lực lớn trên toàn cầu, càng khiến mọi người suýt chút nữa bật cười. Nếu Đường Tuấn là cảnh giới thần quân, đương nhiên chuyện này không thành vấn đề. Nhưng Đường Tuấn chỉ mượn sức mạnh của người khác, hơn nữa đối phương còn là một cường giả thiên ngoại, hoàn toàn không cách nào khiến người ta tin tưởng khuất phục. Cuối cùng Lexus huyền chuyển nói với Đường Tuấn, hiện giờ trái đất có khoảng 50 cường giả vô địch cấp số, cũng chính là 50 nửa bước thần quân, trừ khi Đường Tuấn có thể có được đội ngũ mạnh mẽ vượt xa số lượng này, nếu không sẽ không thể nào tích hợp thế lực toàn cầu. Sau khi Lexus nói xong, đường Tuấn lập tức im lặng, không nói gì nữa. Mà cảnh này trong mắt mọi người cảm thấy đường Tuấn chịu thiệt, nên không tiện lên tiếng nữa. Triệu Huyền để ý đến cảnh này, đường Tuấn không lên tiếng nên anh ta cũng không nói thêm gì, chịu oán thầm trong lòng, đám người này thật sự là ánh mắt thiển cận, lại dám khinh thường lão đường. chương 3160 Vừa nghĩ đến đây, Triệu Huyền cũng không khỏi nhìn đường Tuấn nhiều lần. Lúc hai người họ gặp mặt lần đầu, một tay Đường Tuấn bắt lấy anh ta, trong mắt người ngoài đó là biểu hiện quan hệ không tầm thường của hai người họ. Nhưng Triệu Huyền rất rõ, lúc ấy anh ta có ý tránh thoát nhưng hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa với năng lực phòng ngự của thần quân, nắm đấm của Đường Tuấn lại có thể đả đau anh ta, đây không phải là chuyện kỳ lạ sao? Thực lực lão Đường này khủng bố quá. Triệu Huyền không thể không thừa nhận, thực lực Đường Tuấn bây giờ có thể còn mạnh hơn cả anh ta. Lão Đường, có một chuyện tôi muốn nói với anh. Triệu Huyền truyền âm cho Đường Tuấn, nói, Đạo Nhất Thần Tử và Ngao Vấn Thiên đều đã đột phá cảnh giới Thần Quân, Bình Yên vượt qua lôi kiếp, ngoại trừ bọn họ ra, còn có mấy người tu La Thần Tử cũng lần lượt vượt qua cửa ải. Hiện giờ Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên đang khiêu chiến khắp nơi, muốn tranh đoạt danh hiệu người đầu tiên cùng thế hệ, dường như không ai là đối thủ của bọn họ, mặc dù hai người họ vừa mới đột phá không bao lâu nhưng đều đã có chiến tích đánh bại người tu hành cảnh giới thần quân trung kỳ. Sắc mặt đường Tuấn khẽ thay đổi, thiên tư ngao vấn thiên và đạo nhất quả nhiên đáng sợ, lại có thể vượt biên mà chiến đấu. Lão đường, anh cũng phải đột phá cảnh giới nhanh lên, nếu không tôi lo bọn họ sẽ tìm đến anh. Biểu cảm triệu huyền ngưng trọng, lần nữa truyền âm nói, trưởng giáo bọn họ lợi dụng vạn diệu thiên nghi tính toán thiên cơ, nói là thấy được tương lai vạn vật tịch diệt. Mặc dù nghe hơi quỷ dị, nhưng nhanh tăng thực lực cũng không phải là chuyện xấu gì. Đường Tuấn khẽ gật đầu, trong lòng khế động một cái. Vạn Diệu Thiên nghi tính toán rất chuẩn xác, xem ra biến cố lớn mà Chu Tước Thần Quân nói sẽ xảy ra rất nhanh. Anh tăng thực lực nhanh chút, tôi cũng dễ cọ sát một đợt. Đang lúc Đường Tuấn cảm thấy hiếm khi Triệu Huyền nghiêm túc như vậy, bỗng nhiên Triệu Huyền nói một câu khiến Đường Tuấn giận muốn đánh chết anh ta ngay tại chỗ. Lão Đường, chúng ta đang đợi gì vậy? Đợi lúc lâu, Triệu Huyền cảm thấy hơi nhàm chán, không tự chủ mà hỏi. Đường Tuấn nói, tôi có mấy người thân bạn bè đang bế quan, có lẽ hôm nay có thể xuất quan. Triệu Huyền nhếch mày, nói có ai đến cảnh giới thần quân không? Đường Tuấn bị tức cười, lắc đầu nói, không có, nhưng đến nửa bước thần quân có lẽ không khó. Dáng vẻ Triệu Huyền rất đau khổ, nói, được rồi, xem ra tôi muốn tìm người giao thủ cũng không được rồi. Hai người họ nói chuyện bị mấy người trong đại sảnh nghe thấy, đều cảm thấy không thể tin, đặc biệt là ba người thiên đế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 3160.